xin trân trọng giới thiệu Minh Hòa với bài Tấm Càng trong điệu Chinh Phục. Và tiếp theo là chị Trần Thị Linh chuẩn bị ạ. Trước khi vào còn lấy chương trình chúng ta biết, trước khi vào thì tôi đi vào chương trình biết được không? Có một cái ý kiến thế này ạ, có người thắc mắc là chị Thủy hát hai lần cái khúc bản nhạc của chị Thủy hát lần thứ nhất là đơn ca và lần thứ hai là của anh Hay. Và chị Thủy là khúc ca, cái chuyện đó nó không có ảnh hưởng gì. Nghe hôm nay đăng ký hát thoải mái ạ. Không, không nhớ thời gian. Ngày 2 giờ được 1 giờ cũng được. Hát cho rồi dạ, anh ăn. Hôm nay đã thế, không cho anh Lâm hẳn 1 giờ đi. Hôm nay bắt Lâm ở lại hát 1 giờ. Có bao cuộc điện thoại gọi Lâm cho kiểu hát. Một năm rồi, xưa nay chẳng còn em.